chạy qua đường mình thấy được tổ ong đây nè anh em. Rồi anh lấy kéo, kéo đây. Cắt ra có mặt không? Mấy anh em mình đang chạy qua đường chưa tới chỗ nữa thấy được tổ ong nằm chỗ này nè. Đâu đây nè. Bây giờ đâu ta, nãy thấy đâu đây. Kìa, ở dưới kia kìa. Kìa, nằm trong kia kìa. Theo anh Vũ. Không được đẹp à, hết phấn luôn nhưng mặt cũng không bao nhiêu. Hết con luôn, không có con. Không có phấn mà mặt cũng nhiêu hết. Ăn lên không? Cộng đi, ăn đi, đúng, cộng đi, ăn đi. Ăn đi. Bỏ ra cái mẹ về chữa tiếp ở trong mấy ổ kia. Mặt cũng có nữa không? Đó phải là cạp mẹ rồi, cái này cạp đi. Công. Ừ. Giúp cha cho đâu. Cạp trước đi. Hút đi, hút đi. Nở hết con rồi. Không bỏ rồi hả? Ừ. Tốt bạn, đủ ngon hơn bị sữa. À. Bốn bị sữa. Đỡ đau họng rồi còn đỡ quýt nữa chứ. Ừ. Đúng không? Mà việc vi khuẩn. Ổ nằm đây lâu lắm rồi. Nằm lâu. Ngọt quá. Rồi, anh em mình chạy vô trong tiếp nữa. Cả nhà. Nhưng mình để xe ngoài kia, mình đi vô cái con suối này mình coi thử, mình thấy đây là tổ nè anh em. Đó, tổ này cũng to nha. Nằm ở trong cái đống trà này anh em. Mình đây để mình coi mấy cái chỗ này coi có không. Xe mình còn để ngoài kia. Xe mình để qua ngoài đường. Mình đi vô cho trong cái hồ, mình thấy cái hồ này mình vô mình coi thử. Mình đi tới đây là cái đống trà này mình thấy được con tổ rồi. Mình coi chủ yếu vô coi cái hồ này nè. Ông nuôi bay quá trời luôn. Mong sao ở trong đây mặt nhiều. Tại giờ mình đi mình không có đi ngay chỗ hôm qua nữa. Hôm qua mình đi khúc hoài, bữa nay mình chạy vô khúc trong nữa. Cái xe mình dẫn vào đây. Mình vô đó mình bắt cái tổ đó coi mặt nó làm sao. Rồi kiếm chỗ để xe đi luôn. Mình đốt thuốc, mình bắt cái tổ này. Tổ nằm trong cái đống trà điều, cây điều bự quá. Mình hy vọng là camera của mình nó không bị trục chặt như hôm qua nữa. Hôm qua mình quay mấy tổ luôn mà về nhà coi lại không có thấy một cái video nào hết.
ông này tổ nó cũng mới. Trời ơi, nó bám vô trà. Mà cũng được lắm anh em, hết phấn anh em ơi. Mình kéo nó bị dướng cái cọng cỏ mình không biết. Ông nó mới về nè. Mà cũng được lắm nè. Rồi, mình bỏ vô trong bọc rồi, mình dắt xe vô đây, mình đi cái con suối này một tăng thử coi. Cây mặt này, nãy sơn sa sát, cắt ở trên không cắt ở dưới, rút cái nó bị phạm vô cục mặt. Rồi, mình dựng đây đi, mình dựng đây, mình ấy xe vô, mình đi ở đây một tăng luôn. Con này hết phấn này nè, bữa nay là hết phấn này nè, còn có mấy hộp luôn. Hôm qua phấn thì còn nhiều. Và đầu này còn phấn nhiều nè. Bữa nay mình mua thêm cái hũ với cái bịch lớn nè, để đựng những cái tổ lớn cho nó rộng rãi. Được một tổ. Bỏ xe đây đi anh em ơi. Ngay trà hôi này có tổ nè anh em, nằm chấm lóc luôn. Ông ơi rất là thưa. Đi nãy giờ cả tiếng rồi, bây giờ mới thấy được một tổ à. Tự nhiên lần trà điều đó có đúng một ổ đó, đi con suối đó đi hết luôn á. Mặt cũng được lắm anh em. Đang rút phấn nè.
tổ này nó là hai tổ. Này đi hở đuối. Đi chỗ này ong thưa quá. Này nó muốn rút hết phấn rồi nè. Còn có mấy hộp à. Rồi, được hai tổ. Cầu sau kiếm được 3-4 tổ nữa cũng được. Rồi, đi tiếp anh em. Anh nhánh điều này có 1 tổ nè anh em, tổ nhỏ nè. Ba tổ nhỏ bỏ vô tiếp tục đi anh em ơi. Rồi tiếp tục đi thôi. Ở bên kia ta đang cưa cao su. Đây là mình đi dài dài đặt xe luôn nè. Rồi mình lấy xe mình chạy đi cái chỗ khác. Ủa đây có tổ nè. Ủa cái tổ chà bá luôn nè anh em. Chờ nằm ngay đường luôn. Để mình đọt thôi. Tổ nằm ngay đường luôn. Mình đi ra, đi theo đường mình tính ra xe nè. Có người chọc này nè, có người bẻ nhánh cà phê chọt nè anh em. Nhánh cà phê rồi chọt nó nè, hai cây luôn, chọi nó nè. À, dấu đập nè. Cà phê nè. Mấy hai nhánh cà phê với cái khúc gỗ này người ta chọi nè. Này nhánh nhánh điều nó còn gãy khô luôn nè anh em. Nó người ta đập nè. Ta đập nhánh điều này gãy nè. Nhánh điều nằm chỗ này nè, đập gãy luôn nè. Bị chích quá sao người ta bỏ ra luôn. Ông này cũng vẫn giữ nữa không? Nó bị động á, cái nó giờ nó giữ nè.
Chà, ông này dữ á. Giờ tới đây mà nó bay theo nó đá đá à. Để nó né vô đây một xíu. Tối này nó nằm trống á, người ta chạy xe qua đường á. Người ta giờ thấy cho người ta vô người ta tính bẻ mà nó chích quá sao người ta bẻ không được. Rồi, bỏ vô đi tiếp anh em ơi. Đây trong cái điều này có tổ nè anh em. Rộng quá. Mình dồn chung cái tổ kia với tổ này vô chung một bọc luôn. Cái tổ nhỏ mình chưa vô bọc. Mình thấy ở bên kia suối có vài con nó bay ra bay vô ngay chỗ cái cục mây đó đó nè. Giờ để mình đi qua bên đó mình coi coi. Sao nó nằm sát với bực đá dữ vậy không biết. Nó bay vô đây nè. Kỳ ta. Đó. Và nó nằm mút ở dưới luôn kìa. Ờ nằm sát ở dưới bìa đá dưới xuống. Ông giờ nằm khôn dữ rồi. Kính ghê luôn, nằm ở dưới cái đống trà chứ ở trên trà hôi quá trời luôn mà không đóng. Đóng tút nước ở dưới mà ông này khôn thiệt chứ. Ăn cục mặt đá ghê. Cụ mặt đã ghê nè. Tổ nhỏ cụ mặt nù. Thôi nha, mình bỏ tổ này vô mình đi dài dài ra xe anh em ơi. Đi cũng đuối quá này. Ông này thưa quá. Dồn cái tổ này vô nữa mình ra xe luôn.
Còn đi ra xe mà nếu mà thấy nữa thì bắt, còn thấy không có, không có nữa thì mình về luôn. Ở trong kia mình thấy nó bay ra bay vô mà mới con rồi anh em. Hút ở trong đó anh em. Nằm sâu quá. Nằm tút lút đâu ở trong á. Ừ. Có không? À. Có không? Ủa, có máu một ổ nè. Sao điện nãy giờ điện không được? Nó có sống đâu. À. Má. Mới bắt chỗ này ổ nè. Chỗ đây à? Ờ, chỗ này nè. Má thiệt. Ổ một rồi hả? Đồ có một ổ một rồi. Ừ. Má nè. Đây ổ nè. Điện hơi cho anh nãy giờ điện không không, sao, không, chỗ không được. Chạy, không đâu. Ừ. Ông chạy ra em điện nè, chỗ cái chạy yến đó. Không biết có sống đâu. Đồ mẹ nó đang tính đi xuống xíu không có lên bè chứ. Ừ. Nó bắt ở tổ này. Nằm túc lũ trong. Nằm sâu quá. Phóng nhiều quá. Tổ này phóng nhiều. Ừ. Túc ở dưới đường đan dưới. Cao ừ. Lên hết. Giờ chắc ra về luôn chứ làm gì nữa. Anh là kính đây trong lên giờ về đủ máu nữa. Sáng giờ đủ ngay chỗ cái tấm đan này nè, xuống đây thấy như mấy mà. À. À, em xuống hôm qua đi xuống gần tới tấm đan này chưa tấm đan. Trên đây chỗ tấm đan trong lóc máu rồi. Tấm đan liền này trong lóc bốc máu lóc rồi đó. Ừ. Qua cái đầm trống trống đó, điều tơ đó. Ôi. Bữa nay được nhiêu đây anh em ơi. Rồi, chào tạm biệt anh em nha, hẹn anh em những clip sau gặp lại nha.